chị, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hành trình thiện nguyện của chị Trần Thị Kim Liên ở xã Bình An, huyện Thủ Thừa như đang thắp lên ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng. Tự mình đóng góp và vận động nguồn lực mua gạo nhu yếu phẩm để mỗi ngày trao cho bà con nghèo neo đơn trên địa bàn. Với tâm niệm, làm đến khi nào không làm được nữa thì mới dừng. 10 năm qua, đã có hàng trăm hộ gia đình khó khăn được chị Liên hỗ trợ. Tôi là cũng bên phụ nữ, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn thì tự động cái bản thân tôi. Thì tôi cũng thích cái bên vận động từ thiện này để giúp cho dân những người gặp khó khăn á. Được chút là hay chút đấy. Nhiều khi tòa lại người ta xin cho còn hả mà còn nhiều cái mình đưa vào lúc ăn quà một quà hai Long Thạnh thí dụ đó Bậc Kinh rồi đủ thứ chỗ nào mà miễn xin miễn ta ăn mình cho. Nói chung là anh này vận động bạn bè của cô rồi bạn bè của nhỏ con rồi chị em trong nước và ngoài nước chị em ruột cháu ruột thí dụ hoặc là chị em dòng dòng sớm mình á thí dụ mình vận động được nhiêu thì hay nhiêu. Sống là để sẻ chia, những chuyến thiện nguyện khắp nẻo xa gần của chị Liên đã và đang mang đến niềm vui cho nhiều mảnh đời còn khó khăn. Niềm vui ấy như được nhân lên khi hành động đẹp này ngày càng có thêm nhiều chị em tiếp sức đồng hành. Ngoài ra thì cô cũng là một cái thành viên trong cái mẹ đỡ đầu để mà thực hiện cái chương trình mẹ đỡ đầu cho các em mà mồ côi cha mẹ. Thì nói chung là cô rất là tâm huyết và rất là nhiệt tình. Thì qua cái hoạt động của cô thì còn có rất nhiều chị em khác cũng đã là thấy được đó và cũng đã đồng hành cùng với cô để thực hiện nhiều các công tác khác. Hành động đẹp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những đóng góp của chị Trần Thị Kim Liên còn là ngọn lửa thắp lên niềm hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.